Rất nhiều bạn còn chưa phân biệt được giữa borrow và lend. Hai chữ này có nghĩa ngược nhau các bạn nhé. Borrow có nghĩa là mượn, còn lend có nghĩa là cho mượn. Ví dụ, I don't want to borrow money from her. Tôi không muốn mượn tiền từ cô ấy. Would you mind lending me your car? Bạn có thể cho tôi mượn xe hơi của bạn được không? Để nhớ được hai chữ này mãi mãi thì các bạn nhớ quy tắc như sau. Quy tắc 1-2-2-1, tức là mượn thì nó có một chữ, đúng không các bạn? Thì nó là borrow có hai âm tiết. Còn cho mượn nó có hai chữ thì nó là lend có một âm tiết, phải không bạn? Quy tắc 1-2-2-1, bạn nhớ nhé.